Quản lý Phi Nhung từng công kích Hồ Văn Cường bị tố quỵt nợ, liên tục mượn tiền khi cố ca sĩ vừa mất. Từng liên tục lên tiếng dạy dỗ việc Hồ Văn Cường vô ơn, công kích nam ca sĩ thậm tệ, quản lý Phi Nhung mới đây bất ngờ bị một người bạn đăng đàn tố quỵt nợ, vén màn sự thật phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cách đây ít giờ, quản lý Phi Nhung bất ngờ bị réo tên suốt nhiều giờ qua trên mạng xã hội. Cụ thể, một tài khoản có tên LMB đăng đàn bóc phốt quản lý cũ Phi Nhung quỵt nợ. Người này còn đăng tải hình ảnh rõ nét của quản lý Phi Nhung. Dưới phần bình luận, nhiều người bạn của tài khoản Facebook trên đã vô cùng bức xúc. Có người còn tiết lộ cho biết quản lý Phi Nhung nhiều lần mượn tiền sau khi cố ca sĩ qua đời nhưng bị từ chối. Ngoài ra, người đăng đàn bóc phốt quản lý Phi Nhung còn cho biết cả hai là bạn thân mười mấy năm, đã mượn tiền từ Tết tới giờ nhưng đã bật vô âm tính. Được biết, người này từng là quản lý truyền thông cho Phi Nhung khi nữ ca sĩ còn sống và là bạn thân của người mẫu Trang Trần. Thời gian trước, anh từng trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục công kích, chỉ trích Hồ Văn Cường khi ồn ào giữa nam ca sĩ trẻ và cố ca sĩ Phi Nhung nổ ra. Thời điểm đó, Hồ Văn Cường và Phi Nhung vướng ồn ào 200 triệu đồng tiền thưởng cùng cách xê nhiều năm qua của nam ca sĩ đi diễn. Nguyên nhân xuất phát từ việc doanh nhân Phương Hằng trên livestream yêu cầu phía Phi Nhung phải lên tiếng về lý do giữ 200 triệu đồng tiền thưởng và cách xê nhiều năm đi hát của Hồ Văn Cường. Ồn ào kéo dài mãi cho đến khi Phi Nhung đột ngột qua đời vì Covid-19. Trước vụ việc, quản lý Phi Nhung cho biết sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về số tiền này. Tuy nhiên, bạn thân của người này, cựu người mẫu Trang Trần, nửa đêm đã đến nơi Hồ Văn Cường đang sống cùng bố mẹ ruột để livestream hỏi rõ ràng chuyện lùm xùm cách xê và tiền thưởng liên quan đến Phi Nhung. Điều này khiến nhiều khán giả vô cùng bức xúc, cho rằng cả hai đang hùa vào bắt nạt Hồ Văn Cường. Trong đoạn clip, Hồ Văn Cường chỉ cúi đầu và giữ im lặng. Sự việc khiến cộng đồng mạng xôn xao, bàn tán và xót xa. Sau vụ việc cũng như lời tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm về tiền đi hát và tiền thưởng từ giải quán quân Việt Nam Idol Kids 2016, quản lý cố ca sĩ Phi Nhung sau đó đã bàn giao các khoản tiền này cho Hồ Văn Cường. Buổi trao toàn bộ tiền thưởng từ giải quán quân và cát xê của nam ca sĩ có sự chứng kiến của bố mẹ Hồ Văn Cường. Cụ thể, ngoài số tiền 200 triệu đồng tiền thưởng từ giải quán quân, thì quản lý cố ca sĩ còn tặng thêm 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống sau này của mình. Lý giải về việc có thêm 500 triệu đồng này, phía quản lý cố ca sĩ Phi Nhung cho biết, đây là số tiền mà lúc sinh thời Phi Nhung từng hứa thưởng cho Hồ Văn Cường khi anh ra riêng. Ngoài ra, nói về cát xê mà Hồ Văn Cường nhận được sau nhiều năm đi hát, phía quản lý cho biết gia đình nam ca sĩ có nguyện vọng không công bố ra ngoài. Vụ việc tưởng chừng khép lại thì sau đó, quản lý cũ của Phi Nhung tiếp tục đăng đàn công kích Hồ Văn Cường nhiều lần. Người này đăng tải hình ảnh được cho là tin nhắn riêng tư giữa mình và Hồ Văn Cường lên trang cá nhân. Nội dung tin nhắn chủ yếu dằn mặt Hồ Văn Cường và FC, yêu cầu phía FC Hồ Văn Cường phải gỡ bỏ hình ảnh liên quan đến mình, nếu không sẽ mạnh tay xử lý. Tuy nhiên, lời lẽ của TMD được cho là thiếu văn minh khi dùng những từ ngữ thô bạo sỉ nhục người khác. Chưa dừng lại ở đó, người quản lý cũ này còn nhiều lần ẩn ý bóc mẽ mối quan hệ riêng tư của gia đình Hồ Văn Cường, trong đó có cả việc gia đình nam ca sĩ nhí không hòa thuận. Quản lý Phi Nhung đăng tải loạt hình ảnh được cho là bố mẹ Hồ Văn Cường đang xảy ra xô xát. Tuy nhiên, do hình ảnh quá mờ nên vẫn chưa thể xác thực được hai người trong ảnh có chính xác là bố mẹ Hồ Văn Cường hay không. Tuy nhiên, việc bới móc đời sống cá nhân của nam ca sĩ trẻ khiến nhiều người bức xúc, chỉ trích người quản lý này. Quản lý Phi Nhung từng công khai cho biết không muốn gặp Hồ Văn Cường vì biết quá nhiều về nam ca sĩ nên thất vọng càng nhiều. Bán đi một thời gian, thông tin về việc người quản lý này quỵt nợ bản thân hiện khiến nhiều người vô cùng ngỡ ngàng. Vì trước đó, quản lý cố ca sĩ từng nhiều lần lên tiếng về việc sống đạo đức và đạo lý làm người để dạy dỗ Hồ Văn Cường.